Xin chào tất cả các bạn. Răng sứ là một trong những cái phương pháp phục hồi chức năng ăn nhai rất phổ biến hiện nay. Vậy bạn có biết là mình nên làm răng sứ trong các trường hợp nào không? Và bạn có hiểu cái cách chăm sóc sau khi làm răng sứ ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ. Trước tiên, tôi sẽ làm rõ cho các bạn biết là những trường hợp nào thì nên làm răng sứ. Cái việc làm răng sứ thì sẽ cần thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt như sau. Các bạn hãy lưu ý nhé. Đầu tiên, đó là những cái răng mà đã được điều trị tủy. Vậy tại sao răng điều trị tủy lại cần được làm răng sứ? Thực tế ra, các bạn cần hiểu một quá trình quan trọng rằng là với một chiếc răng mà đã phải điều trị tủy thì chắc chắn nó đã gặp một cái vấn đề gì đó. Có thể là một cái tổn thương sâu, đúng không ạ? Cũng thể là cái răng đó bị vỡ hoặc cũng thể là cái răng đó bị chấn thương. Vậy sao? Khi chúng ta làm sạch cái hệ thống ống tủy, chúng ta hàn hệ thống ống tủy lại thì chúng ta chỉ đang đảm bảo được cái quá trình là ngăn ngừa quá trình nhiễm trùng ở bên dưới. Còn cái phần thân răng bên trên thì sao ạ? Nó đã bị tổn thương rồi. Và với những cái răng đã điều trị tủy thì cái răng đó đồng nghĩa việc là nó sẽ không được nuôi dưỡng một cách bình thường nữa. Nó đã giảm đi cái cảm nhận chi phối thần kinh về mặt áp lực xuống một chút rồi, đúng không ạ? Nó sẽ bị mất nước và người ta hay miêu tả rằng cái răng đó giống như một cái cây khô. Nó có nguy cơ bị vỡ nhiều hơn, nhất là ở vùng răng hàm. Vậy thì cái việc mà các bạn làm một cái chụp sứ bao quanh cái phần thân răng ở phía trên là cái rất quan trọng. Nó sẽ giúp bảo vệ cái răng này tốt hơn, giúp cho cái răng này không bị vỡ và các bạn sẽ không phải nhổ cái răng này đi. Đấy là trường hợp đầu tiên ạ. Trường hợp thứ hai, đó là những cái răng mà nó bị sâu hoặc những cái răng bị vỡ lớn trong quá trình ăn nhai. Cái câu chuyện là với những cái răng bị sâu hoặc vỡ lớn trong quá trình ăn nhai thì cái răng này nó sẽ mất đi cái hình thể bình thường, đúng không ạ? Mà cái hình thể của cái răng bao gồm múi và hố, nó sẽ giúp cho cái việc ăn nhai trở nên dễ dàng hơn và nó cũng giúp cho cái hiệu quả nghiền thức ăn trở nên tối ưu hơn. Và khi chúng ta đã vỡ mất cái phần cấu trúc múi hố này rồi thì cái răng đó của các bạn trở nên kém ăn nhai hơn. Và cái việc phục hồi lại bằng một cái chụp sứ, mục tiêu là để làm gì ạ? Để góp phần khắc phục lại, phục hồi lại cái tình trạng hình thể răng ban đầu của bệnh nhân và giúp cho bệnh nhân có một cái động tác ăn nhai tối ưu. Trường hợp thứ ba mà chúng ta nhắc tới răng sứ ở đây, đó là cái câu chuyện của những cái trường hợp mà các răng bị nhiễm màu. Nhiễm màu ở đây có thể là nhiễm kháng sinh, có thể là nhiễm màu do nhiễm fluor, đúng không ạ? Hoặc một số trường hợp đặc biệt khác, răng của các bạn bị đổi màu, nó không còn màu nguyên vẹn nguyên thủy ban đầu nữa. Các bạn sẽ thấy là răng có thể có màu nâu, có thể có màu xám, trên răng có thể có những cái vết ố, vết loang lổ hoặc là những cái khía, những cái rãnh ở trên răng. Nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp về mặt thẩm mỹ rất là nhiều. Có một vấn đề nữa mà các bạn cần quan tâm với những răng nhiễm màu này, đó là những cái cấu trúc về men ngà đã bị thay đổi và khi ấy nó dễ bị vỡ hơn dưới những cái ngoại lực tác động hoặc vỡ trong cái quá trình trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì với những trường hợp răng nhiễm màu này, nhất là vùng răng cửa, chúng ta có thể nghĩ tới cái phương pháp sử dụng răng sứ. Răng sứ ở đây có thể là mặt dán nếu có thể làm, hoặc cũng có thể là một cái chụp sứ toàn bộ, nhưng nó sẽ giúp các bạn khắc phục hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ đạt được cái tính thẩm mỹ cho bộ răng cửa, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta cũng sẽ khắc phục được cái tình trạng về cấu trúc men ngà nó đã không còn tối ưu nữa. Với những cái tình huống này thì chúng ta đạt được cả hai giá trị về mặt thẩm mỹ và bảo vệ răng. Đấy là trường hợp thứ ba mà tôi muốn nhắc các bạn, đúng không ạ? Trường hợp thứ tư, đó là gì ạ? Đó là những trường hợp mất răng đơn lẻ. Tất nhiên mất răng đơn lẻ thì nó phù hợp tối ưu nhất với implant, nhưng cũng không phải là ai cũng chọn lựa implant, đúng không ạ? Có những bạn thì chọn implant, nhưng cũng có những bạn thì không muốn chọn implant, tại vì implant nó cũng mất thời gian hơn một chút, đúng không ạ? Và các bạn cũng ngại cái quá trình phẫu thuật đặt implant một chút. Vậy thì lúc đó các bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp là răng sứ. Vậy thì răng sứ ở đây cụ thể là gì? Các bạn sẽ làm một cái cầu ạ. Chúng ta sẽ bắt một cái cầu, mượn một răng trước và một răng sau tại vị trí răng mất. Mất một răng chúng ta sẽ bắt thành một cái cầu ba răng. Tất nhiên, tại sao tôi lại nói là phương án thứ hai sau implant? Tại vì đây là phương án mà chúng ta phải mài chỉnh răng bên cạnh. Nhưng với cái việc thiết kế cầu đúng, chính xác, với cái việc chỉ định một cái chất liệu sứ phù hợp thì nó cũng sẽ giúp cho cái độ bền của cái cầu răng này rất là tối ưu trên 10 năm. Và đây cũng đạt được một cái giá trị về ăn nhai rất là tốt, đúng không ạ? Tất nhiên là các bạn sẽ được hướng dẫn về cái cách chăm sóc cho cái trường hợp này. Và vừa rồi thì tôi đã nói cho các bạn một số cái trường hợp mà cần hoặc là nên làm răng sứ. Tôi có thể nhắc lại cho các bạn có 4 trường hợp quan trọng nhất. Thứ nhất, đó là những cái răng mà đã phải điều trị tủy vì yếu tố bệnh lý thì chúng ta nên được làm răng sứ. Thứ hai, đó là những cái răng bị sâu hoặc vỡ lớn, chúng ta cũng nên được làm răng sứ.
Thứ ba, đó là tình huống mà răng chúng ta bị nhiễm màu vì bất kể lý do gì, đúng không ạ? Mà chúng ta muốn thay đổi nó cả về màu sắc cũng giống như là về cái cấu trúc men ngà thì chúng ta cũng nên làm răng sứ. Và trường hợp thứ tư mà tôi muốn nói đến các bạn, đó là vấn đề là chúng ta bị mất răng đơn lẻ và chúng ta không muốn phẫu thuật cấy ghép implant thì chúng ta cũng nên làm răng sứ. Vậy đấy là cái chỉ định để làm răng sứ, được không ạ? Vấn đề tiếp theo mà tôi muốn nói đến các bạn ở đây, đó là vấn đề là gì ạ? Khi mà chúng ta quan tâm đến răng sứ thì các bạn cũng sẽ quan tâm đến cái quy trình để có thể làm xong một cái trường hợp làm răng sứ. Với phòng khám thì sao? Chúng ta cần 2 buổi hẹn ạ. Các bạn nhớ là chúng ta cần 2 buổi hẹn. Buổi hẹn đầu tiên các bạn sẽ được khám, được điều trị, được chẩn đoán một cách chính xác nhất, được đưa ra một cái chỉ định phù hợp nhất, một cái thiết kế sao cho tối ưu nhất. Các bạn sẽ được tư vấn, giải thích về loại răng sứ nên chọn, đúng không ạ? Loại răng sứ đóng vai trò rất quan trọng. Nếu là vùng răng cửa, chúng ta cần đảm bảo vấn đề về mặt thẩm mỹ. Nhưng nếu là vùng răng hàm, chúng ta sẽ ưu tiên khả năng chịu lực và ăn nhai, được không ạ? Và những cái tính chất như là tương hợp sinh học, phù hợp với môi trường miệng, không ảnh hưởng đến sức khỏe là những cái mà chúng ta sẽ xét tới. Vậy buổi đầu tiên các bạn sẽ được tư vấn rất kỹ về vấn đề này để chúng ta có thể quyết định lựa chọn loại răng sứ phù hợp cả về mặt sức khỏe cũng như phù hợp cả về mặt tài chính. Sau khi các bạn đã thống nhất được với bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ tiến hành làm gì ạ? Mài chỉnh cái răng đó của bạn, đúng không ạ? Sau đó các bác sĩ sẽ tiến hành đo khuôn. Cái việc đo khuôn là cái rất quan trọng để làm gì ạ? Để chúng ta thiết kế ra một cái răng phù hợp nhất với tình trạng răng miệng của bạn. Nó sẽ đảm bảo rằng cái răng sau khi làm xong đạt đến cái hiệu quả ăn nhai tối ưu, đảm bảo được những vấn đề về vệ sinh tốt, đảm bảo được những vấn đề về tiếp xúc tốt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ hạn chế được vấn đề về dặn thức ăn. Cái đó là cái rất quan trọng. Ở buổi thứ hai, sau khi chúng ta đã chế tác ra cái răng sứ theo đúng yêu cầu, nguyện vọng và phù hợp với môi trường miệng của các bạn rồi, chúng ta sẽ tiến hành lắp cái răng đó, được không ạ? Vậy thì có nghĩa là rất đơn giản thôi. Cái quá trình làm răng sứ của chúng ta là một cái quá trình khá là đơn giản. Các bạn nghe thì các bạn cũng thấy là chúng ta chỉ cần 2 buổi thôi ạ. Một buổi mài chỉnh lấy mẫu và một buổi lắp răng. Mỗi buổi các bạn có thể mất khoảng tầm 20-30 phút với trường hợp là một răng đơn lẻ. Nhưng các bạn cũng thể mất nhiều thời gian hơn. Giả sử những trường hợp mà làm thẩm mỹ toàn hàm, các bạn nên dành ra khoảng tầm 2 tiếng hoặc cũng có thể là một buổi trong ngày, được không ạ? Tại vì đây là những trường hợp mà chúng ta phải rất cầu kỳ, chi tiết và tỉ mỉ. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta cũng sẽ yên tâm khi làm, không mất nhiều thời gian, được không ạ? Với những trường hợp làm răng toàn hàm, răng sứ thẩm mỹ thì chúng ta sẽ có răng tạm trong quá trình chờ răng. Và cái thời gian chờ răng trung bình có thể diễn ra trong khoảng tầm từ 2 cho tới 3 ngày. Đây là thời gian cần thiết để labo có thể chế tác ra cái loại răng sứ một cách tối ưu nhất. Các bạn không nên gấp gáp quá về mặt thời gian. Và ở đây các bạn cũng không ngại đâu ạ, chúng tôi hoàn toàn có những cái hệ thống răng tạm để giúp các bạn trong thời gian chờ, được không ạ? Đó là cái quy trình, cái quy cách để chúng ta làm ra một cái răng sứ. Với tất cả các bạn, với những các bạn mà vẫn còn đang gặp các vấn đề về răng sâu, răng vỡ, răng điều trị tủy, đúng không ạ? Hoặc răng bị nhiễm màu, hãy làm răng sứ để khắc phục những vấn đề này của mình. Tôi là bác sĩ Lục.